Vâng, dạ thưa ông, thì sau khi mà ông quan tòa liên bang ông Rick O'Connor đưa ra cái quyết định là cái đạo luật Obama này là vi hiến, thì nó bây giờ nó đã có giá trị trong thời điểm hiện tại này chưa ạ? Dạ, cái chuyện này là ông quan tòa Akano ông cũng cẩn thận lắm. Ông ấy tuyên bố là cái đạo luật đấy là vi hiến, nhưng ông ấy không ra lệnh là phải ngưng thi hành. Nếu ông ấy ra lệnh phải ngưng thi hành ấy, thì cái chuyện nó sẽ khác hẳn. Nhưng mà tất nhiên là có những cái người mà đang kiện cái vụ này lên trên nữa, kháng cáo để mà yêu cầu là phải xét lại chứ không thể xét như thế được. Thì cái chuyện mà khi mà cái lệnh của ông quan tòa O'Connor nói rằng nó vi hiến mà ông ấy không có cấm sử dụng, không cấm áp dụng nó, thì có nghĩa là tất cả cái đạo luật đó vẫn còn đang được áp dụng. Và cái điều này đó thì đã được chính tòa Bạch Ốc, tức là Tổng thống Trump và Bộ Y tế của Mỹ xác nhận là chúng tôi vẫn tiếp tục áp dụng cái luật đó cho đến khi nào có cái phán quyết cuối cùng. Thì cái chuyện này đó, những cái người mà đang hưởng bảo hiểm y tế nhờ cái đạo luật Obama đó có thể yên tâm không có lo gì cả. Vâng. Một vấn đề nữa thì cái này được cái tờ 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 báo Fox News có đề cập đến, đó là quyết định của ông Rick O'Connor ngay đã gây ra hai cái phản ứng trái ngược nhau. Trong một bên là bên dân chủ thì họ 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 cho rằng là có thể là có một cái toan tính nào đó để mà ngăn chặn cái đạo luật Obama từ phía Obamacare, từ phía Cộng hòa. Còn phía Cộng hòa thì hy vọng là cuối cùng bằng một cách nào đó họ phải tiêu diệt được cái đạo luật Obamacare này. Thì như vậy phải chăng có một cái sự ảnh hưởng nào nếu mà nói về ở góc độ chính trị không thưa ông? Đó, về chính trị đó thì chúng ta có thể thấy rằng cái chuyện mà xóa bỏ Obamacare đó, hiện giờ đó chính đảng Cộng hòa cũng không có muốn làm, là bởi vì rằng xóa đi đó sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều dân chúng, mà trong khi đó đảng Cộng hòa chưa có cái gì để thay Thay thế thế cho nó. Thì chính bên đảng Cộng hòa họ cũng nghĩ rằng cái chuyện này thì không nên vội. Nhưng mà về phương diện pháp lý đó thì bây giờ đó sẽ lên đến tòa trên, ở trên cái tòa ở Texas là cái khu vực gọi là khu vực số 5 về tư pháp ở nước Mỹ, nó bao gồm rất nhiều tiểu bang ở miền Nam. Thì cái phiên xử sắp tới là sẽ đem ra cái tòa kháng án ở khu vực 5. Thì cái tòa kháng án đó có thể bác bỏ cái phán quyết của phán ông. quyết của ông O'Connor thì chuyện đã xong. Vâng. Nếu mà tòa kháng án nó bảo ông O'Connor có lý thì người ta sẽ gọi là kháng án thêm và lên đến tòa tối cao. Thì lúc đó chín ông bà ở tòa tối cao sẽ quyết định. Nhưng mà cái bao giờ chuyện đó xảy ra thì ít nhất là phải đến tháng 10 năm 2019 thì mới có hy vọng là cái vụ này sẽ lên đến tòa tối cao. Là bởi vì nó qua cái thủ tục ở khu vực 5 rồi kiện cáo cãi cọ bao nhiêu ngày, rồi đến lúc mà xong thì tòa tối cao cũng có thể là đang nghỉ, và đến tháng 10 năm 2019 họ mới bắt đầu gọi là cái niên khóa mới, thì lúc đó mới đem ra xử. Thì người ta thấy rằng trong 9 vị thẩm phán ở tòa tối cao hiện nay đó thì có 5 vị đã từng là bác bỏ những cái đơn kiện Obamacare 2 lần. Thành ra là nếu 5 vị đó Số đông thắng. mà vẫn còn giữ cái ý kiến của mình thì họ sẽ phán là cái này không vi hiến. Là một cách giản dị là thế này: khi quốc hội bảo rằng cái người không mua bảo hiểm từ nay không phải đóng thuế nữa thì cái điều đó không có nghĩa là quốc hội tự bác bỏ cái quyền đánh thuế của mình. Cái lý luận của tòa tối cao năm 2012 mà cái ông chánh án tòa án tối cao là ông Roberts là người viết cái bản phán quyết đó, thì ông ấy nói rõ rằng cái này là quyền đánh thuế của quốc hội. Thì cái đạo luật Obamacare do quốc hội phê chuẩn nó đánh một thứ thuế, đó là cái quyền của nó, thì cho nên là nó không có vi hiến. Bây giờ bảo là cái thuế đó giảm xuống zero thì điều đó không có nghĩa là quốc hội mất cái quyền đó.
đến một cái quốc hội sau người ta lại biểu quyết, người ta đánh thuế 5 đồng, 10 đồng, 1.000 đồng, thì cái chuyện đó là quyền của quốc hội nó còn nguyên. Thành ra nói rằng khi cái thuế là zero, có nghĩa là quốc hội không có dính dáng gì đến cái việc đánh thuế, thì cái đó có thể là bị tòa thuế cao họ bác bỏ. Thế nhưng mà cái điều mà quan trọng về chính trị đó là cái vấn đề Obamacare, người ta tưởng là xong rồi. Sau khi mà Đảng Cộng Hòa không xóa được nó đi và không có một cái luật nào mới để thay thế nó, mà hiện giờ cũng chưa có, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện này thôi bỏ qua đi. Nhưng mà không ngờ cái ông quan tòa ở Texas, ông lại đem ông ấy phán như vậy, thì khiến cho cái vấn đề Obamacare trở thành một vấn đề tranh cãi ở khắp nước Mỹ từ nay cho đến năm 2020. Cái điều nguy hiểm cho Đảng Cộng Hòa là trong cái kỳ bỏ phiếu năm 2018 vừa rồi đó, rất nhiều ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã thắng chỉ vì họ mang vấn đề Obamacare ra để công kích Đảng Cộng Hòa. Thành ra dân mà họ lo cho cái bảo hiểm của họ, và ngay cả ở những cái tiểu bang ủng hộ Đảng Cộng Hòa và ủng hộ Tổng thống Trump, thì những cái người mà đang được hưởng cái bảo hiểm y tế nhờ Obamacare đó, khi họ nghe nói như vậy họ cũng lo bảo vệ quyền lợi của họ. Thì nếu mà cái chuyện này còn kéo dài, mà chắc chắn nó kéo dài đến năm 2020, thì cái câu chuyện này sẽ thành cái đề tài tranh cử cho Đảng Dân Chủ. Họ sẽ tìm cách mô tả là Đảng Cộng Hòa là cái đảng muốn lấy lại cái bảo hiểm y tế của biết bao nhiêu triệu người. Họ sẽ hô hào mọi người là quý vị phải lo bảo vệ mình. Thì lúc đó đó, cái Đảng Cộng Hòa sẽ đứng ở cái thế là phải phòng thủ. Thành ra ngay bây giờ đó, các chính trị gia Đảng Cộng Hòa đã tự phòng thủ trước. Họ đã nói rằng chúng tôi không có xóa bỏ cái luật Obamacare cho đến khi mà có một cái gì thay thế. Cái điều nguy hiểm là khi cái đạo luật đó vi hiến, như là ông O'Connor tuyên bố đó, thì có bao nhiêu cái điều mà ai cũng thích trong đó sẽ bị phá bỏ. Chẳng hạn cái luật Obamacare nó bắt các công ty bảo hiểm không được tính giá quá nặng với những người đang có bệnh. Tức là người đang có bệnh hò lao hay là bệnh ung thư mà mua bảo hiểm thì cũng phải tính giá giống như những người khác, chứ không được là vì họ có cái bệnh cũ cho nên từ chối không có bảo hiểm cho họ. Thì cái điều này đã được hầu hết mọi người ủng hộ, bởi vì không ai biết là lúc nào mình bị bệnh cả, rồi lúc đó mình mua bảo hiểm y tế người ta từ chối. Cái thứ hai là cho phép những người con được hưởng cái bảo hiểm chung với bố mẹ. Thí dụ bố mẹ đi làm ở sở có bảo hiểm thì bảo hiểm cho tất cả các con. Và cái luật Obamacare nó bảo đảm là những người con có thể đến đâu 25, 26 tuổi vẫn được hưởng cái bảo hiểm của bố mẹ. Nếu bây giờ cái đó vi hiến á, thì những người trẻ tuổi đến tuổi 18 là mất bảo hiểm. Những sinh viên, những học sinh hay là những công nhân mà đến cái tuổi 18 không còn là vị thành niên nữa là mất bảo hiểm. Thì cái đó sẽ làm cho rất nhiều người lo lắng. Thì các vị chính trị gia Đảng Cộng Hòa hiện nay đó, họ đều nói rằng chúng tôi quyết bảo vệ hai cái điều đó, là cho con cái được hưởng cái bảo hiểm của bố mẹ cho đến cái tuổi 25 gì đó, và thứ hai là các hãng bảo hiểm không được từ chối những người đã bị bệnh sẵn. Cái đó họ cũng bảo đảm. Thì cái chuyện này nó sẽ là một chuyện chính trị. Thành ra Đảng Cộng Hòa hiện nay đang tự vệ, và Đảng Dân Chủ thì đang tìm cách tấn công trong cái kỳ bầu cử 2020. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng cho những chia sẻ của ông đối với một cái vấn đề mà không chỉ là sự quan tâm của cộng đồng người Việt mà có thể nói là cả triệu người Mỹ ở nước Mỹ. Dạ, 300 triệu người Mỹ. 300 triệu người Mỹ. Dạ vâng, thưa quý vị, có thể tạm gọi là Obamacare và câu chuyện chính trị là xin được kết thúc ở đây. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Xin kính chào quý vị.